bây giờ em Ân sẽ chuyển đi Chợ Rẫy đó quý vị. Bây giờ bệnh mà cần chuyển liền mà không có tiền thì xe cấp cứu không đồng thì bây giờ lại là kẹt hết rồi. Xe cấp cứu không đồng kẹt hết trơn rồi, cho nên giờ phải thuê xe ở ngoài. Mà hồi nãy cũng cũng đủ duyên, có anh đó ảnh chạy xe ngang rồi ảnh thấy vậy, ảnh cũng cho luôn, ảnh cho 1,5 triệu để đi. Thì ngày hôm nay ngày 24 tây tháng 3 năm 2021, em Lê Vô Dịch Chung, đại diện nhà hảo tâm Lý Ca, trai yêu thương 1 triệu. Còn Phương Linh Mỹ Tho thì đại diện gia đình thiện nhân, thông qua em đi võ 500 ngàn. Đại diện nhà hảo tâm em Dung, em Mỹ Dung ở tiệm sắt Vinh Quang ở phường 1 á, 500 ngàn. Ngọc Loan đại diện bác cháu đêm 500. Tổng cộng nhóm mình gửi cho em Ân được 2,5 triệu. Phương Linh Mỹ Tho xin cảm ơn rất nhiều đến quý nhà hảo tâm đã gửi tiền để Linh có định hỗ trợ những hoàn cảnh gấp rút như vậy. Cũng cầu nguyện cho em Ân đi lên thành phố trị bệnh hết, sớm bình phục. Rồi cũng cầu nguyện cho em nó lên trển sớm bình phục hả anh? Dạ, dạ, dạ. Anh có số điện thoại thì anh lìa điện Quang Long đi, đừng lấy số, đừng có gì hỏi thăm sức khỏe em đó. Dạ. Rồi cũng tặng đại diện em Quỳnh Chí Hiếu tặng cho em Ân cái áo khoác luôn. Giờ đi mặc cái áo này nó như cái mền vậy đó, mặc đi nó cũng ấm luôn nữa. Hết bệnh rồi về nha cưng. Rồi bây giờ ai đi với nó hả? Em đi luôn. Em đi hả? Lấy số điện thoại chị hả? Ủa, không, số điện thoại của Út rồi. Giờ cưng lấy cưng gọi, cứ gọi qua chị đi. Chị gọi rồi số nó. Nè, số nó số này nè. Chị thấy được không? Trời ơi. Tao thấy đường không hả? 070. Phan phan đợi tao xíu. Rồi cái điện thoại tao bỏ nhà rồi. Tao gọi qua Lê đi Lê. Không á. Cưng lấy số anh chị đi. Tao đọc lại. 070. 070. Rồi. 88. 88. Thấy không, này nhìn cho. Mất ai không phải được. 070. Ai giống thằng gì cứ kêu tao hoài phải không? Hả? Ai? Cưng hay kêu chị vô giúp người ta phải không? Phải không? Không có, em tám không đồng không, à, không nói em vợ em. À. 8865 65. 932. 932. Nè, số của nó đấy phải không? Dạ số nó. Đây quý vị, đây là số điện thoại của bệnh nhân. Không, này không phải cái số này, số nó điện thoại riêng, cái này gọi em riêng. Cái này như tao không liên lạc được. Thì nó lại cái sim mà đã lấy ra không? Không phải chỉnh. Ủa sao lấy ra chị? Vừa lấy về giờ máu gắn máy nhà. À. Là cái số đó vẫn xài đó, cái số đó nấu đồ chay số đó không đó. À. Tại nhà có quá bệnh quá nhà. Rồi đang ta điện số đó không là lại biết có người chở đi dùm. À. Vậy là nếu mà cái số đó liên lạc cũng trúng nó luôn phải không? Đúng rồi đó. À, nhưng mà mai mốt nó khỏe nó về nó mới nghe. Dạ. À. Ủa sao giờ chưa chở lên nữa? Phải nãy giờ để cái băng ca cho nhỏ nằm cho nó đỡ một chút. Sao để vô băng ca cho tao kia không cho nằm? Thấy xe tới mừng tụi nó. Tưởng đi vô có lấy cái tài gì.
Biết là lấy sao rồi, nhân rồi. Tự nhiên tôi nói là nhân này cái ông cắt máy xe luôn đi luôn. Trời ơi, còn đi qua bên kia xây với xe nó đỡ dễ hơn đúng rồi. Sao dễ cái gì vậy? Nè gói ôm đây nè, gói nằm nữa nè. Không được, cái gói ôm gác chân rồi nó chằng hẳn ra sao để đồ lên đó để vậy đó. Ở nhà sáng mai đem quần dài cho nó mặc á. Có đem cái mền theo cho nó không vậy? Phải nải lót, phải nải lót cái mền ở dưới đường hồi khiêng qua nó dễ. Rồi đi thì khỏe về nha em trai.